tổng duyệt diễu binh, diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn 12.000 người tham dự lễ tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành tại sân vận động tỉnh Điện Biên, sáng ngày 5 tháng 5. Sáng ngày 5 tháng 5, lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên. Chương trình gồm 7 nội dung chính: lễ chào cờ, biểu diễn trống hội, trình diễn nghệ thuật, công bố quyết định đón nhận huân chương, khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh, diễu hành. Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo các ban, ngành. Lúc 7 giờ 45 phút, dàn lựu pháo 105mm đặt tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ khai hỏa 21 phát đạn trên nền quốc ca. 70 năm trước, trận địa lựu pháo 105mm đặt trên các sườn núi bao quanh lòng chảo Điện Biên khiến quân Pháp bất ngờ, là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi. Khoảng 8 giờ 30 phút, 3 biên đội 11 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không, không quân mang theo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bay ngang qua sân vận động. Người dân ở dưới phấn khích vẫy cờ, dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh đáng nhớ. Hơn 100 chiến sĩ tái hiện binh đoàn xe đạp Hồ huyền thoại trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Gần 21.000 xe đạp cải tiến, mỗi chiếc chở 200 đến 300 kg, đã góp phần giải quyết bài toán vận tải quân lương, vũ khí cho chiến dịch. Khối nữ Quân nhạc Việt Nam diễu hành. Đây là lần đầu tiên khối xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành. Một số nữ chiến sĩ phải mang các nhạc cụ như kèn nặng 14 đến 18 kg. Các lực lượng sau khi diễu hành qua lễ đài sân vận động, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, tiến về tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Người dân xếp hàng kín hai bên đường xem đoàn diễu binh đi ngang qua di tích đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, nghĩa trang liệt sĩ A1. Các khối sĩ quan hải quân diễu hành trên đường. Trải qua hơn 70 năm, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh, lập nhiều chiến công, làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo. Khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễu hành trên đường phố Điện Biên. Khối không quân diễu hành trên đường. Người dân vẫy cờ Tổ quốc hưởng ứng khi khối dân công hỏa tuyến đi qua. Đến ngã tư Hoàng Văn Thái, Võ Nguyên Giáp, các khối rẽ về ba hướng khác nhau, đội hình rẽ phải đi qua các di tích đồi A1, quảng trường 7, 5, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Hướng đi thẳng về cầu Mường Thanh, rẽ trái đi qua Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đông đảo người dân, du khách theo dõi màn tổng duyệt. Thời tiết Điện Biên sáng nay nắng 28 độ C, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức sáng ngày 7 tháng 5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của lực lượng pháo lễ, không quân, lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nền trên sân, lực lượng xếp hình, xếp chữ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.